tên đầy đủ của em là Vũ Thiên Ân, em học lớp 12 A 6 của trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, Hải Phòng. Thì đợt thi vừa rồi là em được 8.0 IELTS. Trong quá trình đăng ký thi thì mẹ em cũng đồng ý là chỉ đăng ký xuất học đào tạo đến 7.0, nhưng mà thi thì được đạt tốt hơn rất nhiều. Từ bé nó cũng không học thêm gì, các em bây giờ cả thì chỉ có thỉnh thoảng bố dạy con thôi. Thế thì con bảo là mẹ con muốn đi học thêm tiếng Anh nữa, thì chị tìm đến trung tâm phép ở trên trang Facebook thôi. Chị đọc ở trên Facebook thì chị thấy là có giới thiệu về trung tâm phép và chị cho con đến để phỏng vấn. Muốn tìm hiểu trung tâm phép thì thấy là đi đào tạo mà cũng rất là nhiều bạn mà đi thi thì cũng đã rất xuất sắc được 8.5. Thì mình cũng hy vọng là thế nên là mình cũng sẽ đạt được ở cái mức từ 7 đến 7.5. Đấy, mục tiêu đặt ra mức kỳ của như vậy. Thế thì con 8.0 như vậy mình rất mừng. Mình thấy rất là hài lòng với lại cái quá trình đào tạo của chúng em. Bốn kỹ năng nghe nói đọc viết ra ấy, thì con còn được giao lưu với lại ở nước ngoài và con thấy là cái môi trường này nó rất là tốt. Thế thì rất là cảm ơn chúng em hết. Thì mình là giáo viên mà, thì nhiều phụ huynh cũng mong ngóng xem là cái kết quả cuối cùng con mình ghi ở trung tâm nhất là thế nào. Thì sau khi có kết quả thì mình cũng đăng trên trang Zalo, thì rất là nhiều phụ huynh cũng hỏi và cũng muốn là tư vấn xem là nên chọn trung tâm nhất không. Thì mình nói là rất là tốt. Các bạn có định hướng tới với lại lớp 9 phần 5.5.0 là một miễn thi tiếng Anh và 10 thi tiếng Anh Hải Phòng có thi vào đầu thi tiếng Anh đấy. Đấy, đầu tư tiếng Anh thì rất là tốt. Thế còn đâu là đi đọc ở trên các cái trang tuyển sinh đại học ấy, thì từ 7.0 trở lên thì cũng có nhiều trường tuyển thẳng đại học ấy. Thế còn cái 8.0 này thì như thầy chủ nhiệm của con nói là con 8.0 đến với học bạ mà được học sinh giỏi ấy thì được tuyển vào trường top 1 đại học ấy thì thẳng luôn ấy. Mình rất là vui mừng, phấn khởi, cảm ơn chúng em.